Vâng, các anh xin kính chào bác nhá. Các anh xin giới thiệu với các bác lô mic LX688 cực kỳ hay, giá cực kỳ chất luôn các bác nhá. Đấy, lô mic cuối cùng trong năm 2018 cung cấp cho bác chuẩn bị đón Tết. Vài ngày nữa thì là nghỉ Tết rồi các bác ạ. Đấy, nên các bác mua hàng thì nhanh chóng gọi điện cho Play Store các bác nha. Đặc biệt là giá mic hiện nay là khuyến mại cho các bác là 1 triệu các bác nha, chỉ 1 triệu thôi. Và khi các bác đăng ký hai kênh Play Store và kênh khuyến mại Play Store này thì các bác chụp ảnh màn hình chứng tỏ là đã đăng ký kênh, và các bác gửi qua Zalo của cửa hàng 0964867866 thì các bác sẽ được mua với giá khuyến mại 50.000 các bác nhá, trừ cho bác 50.000 chỉ còn 950.000. À, các bác nhanh tay nhá, sắp đến Tết rồi. Vâng, sau đây thì các anh sẽ tiến hành mở hộp cho các bác nhá. Hình ảnh bên ngoài này, hình ảnh đúng bộ mic ở bên ngoài này các bác nhá. Hình bên ngoài như nào, bên trong như vậy. Hộp rất là đẹp. Bên trong cái này là các anh đã lột hết túi bóng ra rồi các bác nhé. Lột ra rồi quay cho nó nhanh, chứ không phải là nguyên bộ như thế này không có túi bóng. Đây, bao gồm 2 mic các bác nhé, 2 mic này, 2 chống lăn này, pin này, đầu thu nhỏ gọn nhưng mà kim loại rất là chắc chắn nhé. Đây nhá, tay mic này, thân bằng kim loại này, nắp dưới này cũng bằng kim loại luôn các bác nhá. Đấy, nắp này bằng kim loại này, các bác nhìn thấy chưa, hợp kim nhôm. Đấy, đây là cái bộ mic mà loại 1 mà rất là chất lượng trong tầm giá các bác nhá, tuyệt vời luôn, cầm lạng trịch luôn. Đặc biệt là cái này bảo hành rất dài cho các bác nhá, bảo hành còn gần 12 tháng. Tại vì nhập về nó cũng mất vài ngày rồi. Bảo hành cho các bác 11 tháng nha các bác nhá. Coi như là trôi bảo hành mất 1 tháng rồi. Rất là tuyệt vời. Máy cầm rất là chắc chắn này, màn hình rất đẹp và giá rất rẻ và hát rất là hay các bác nhé. Bảo hành dài, không có lý do gì các bác lại bỏ qua bộ mic rất tuyệt vời này, Shure LX688. Rồi, các bác mua hàng thì liên hệ số máy cửa hàng Khắc Anh là 0964 807 866 hoặc 0364 791 64 để gặp nhân viên bán hàng các bác nhé. Hai số Khắc Anh vừa đọc hoặc là hiện trên màn hình đấy thì là số của nhân viên bán hàng các bác nhé. Đây, các bác gọi điện là gặp nhân viên bán hàng, các bác cung cấp địa chỉ. Đấy, khi gọi thì các bác cố gắng gọi giờ hành chính các bác nhé, gọi ngoài giờ hành chính không nghe được hoặc là lúc nào bận quá thì các bác thông cảm các bác nhé. Đấy, khi mà gọi không được thì các bác có thể nhắn tin để lại thông tin thì bên em sẽ gọi lại sau các bác nhé. Có rất nhiều người gọi nên các bác thông cảm. Mua hàng
Thì các bác nhớ là đặt cọc trước 50.000 các bác nhá. Đặt cọc 50.000 thẻ cào Viettel. Đặt cọc bao nhiêu thì bên em sẽ trừ đi bấy nhiêu. Đặt cọc cho nó chắc chắn đơn hàng thôi các bác nhá. Tại vì những người mua hàng thật sự ấy thì người ta không ngại gì đặt cọc 50.000 cả. Đặt cọc bao nhiêu trừ bấy nhiêu. Còn khách hàng thì 37.000 lượt đăng ký trên YouTube rồi, cho nên là rất uy tín, các bác hoàn toàn yên tâm. Đặt cọc là có hàng gửi đi, gửi hàng tận nhà cho bác, gửi qua bưu điện các bác nhá. Rồi sau đây sẽ test cho các bác này. Khách hàng thì H02 nhưng mà mạnh dạn test cho các bác. Chứ còn bộ này thì đã rất nhiều người đến mua và thử rồi. Giọng ca của nhiều người rất hay nên là nghe rất là phê các bác nhé. Khách thanh thì gọi là văn nghệ tí thôi. Lên hát không không hay lắm các bác thông cảm. Đấy, giới thiệu anh em. Giới thiệu các bác là cục đẩy vang PVK210 này. PVK210 bán rất chạy các bác nhá, hát cực kỳ hay. 720W chỉ có 720W tối đa nhá, chỉ có 2.500.000. Các bác có thể ghép với một đôi 25, hoặc là nếu mà thông số nó thấp hơn thì các bác có thể ghép hai đôi 25, hát rất là ok. Côn 45 thì ghép hai đôi quá là ok luôn các bác ạ. Là kiệt vang của nó rất là hay, các bác không phải đầu tư, không phải ghép lối lằng nhằng, chỉ cần một đầy lên vang này thôi là đã có thể nghe nhạc rất hay và hát rất là hay rồi. Cái vang của nó có thể nói là nhẹ nhàng bay bổng và hay hơn cả vang vang cơ như các bác nhé. Tầm vang cơ tầm dưới 2 triệu thì khó có thể so sánh được với con này các bác nhé. Đấy, rất là kỳ diệu. Cục đẩy liền vang chỉ có 2.500.000 mà vang rất hay. Đây, mời bác nghe thử nhá. Rồi sau đây test mic cho các bác nhá. Hết anh hát không hay đâu, cho nên là các bác thông cảm, đừng có chê bai các bác nhá. Còn vang này, còn là tiếng mic rất là hay. Rồi, nhiều bác đến mua thực tế thì hát hay lắm các bạn. Các anh không biết hát nhưng mà mạnh dạn test cho các bác. Cấu hình đầy liền vang và mic này rất là rẻ nhưng mà chất lượng rất ok các bác nhá. Dùng thì không có điều gì phải hối hận cả, quá tuyệt vời. Lần được một hai, và sau đây thì em sẽ test cho các bác nhá. Mà đứng gần nhá, đứng rất gần, đứng rất gần, sau đó thì đứng xa. Yeah.
nhau em chẳng biết đâu sầu. Trời sao tôi cũng ngờ ngầu, đôi ta chẳng tan vỡ. Sao biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để tìm trong bến sâu. Ngày xưa ai lá ngọc bên bàn, ngày xưa ai thuyền quý cao sang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cùng đeo vòng với người đẹp đầu hoa. Từ lúc tuổi đôi mươi